Lâu lâu cái mình thấy đồ được trong vườn một hai trái rồi cái mình làm được món ăn á, cái mình vui lắm luôn á nhỉ. Thì đây là những trái đu đủ hôm bữa mình ra cho mọi người xem, giờ nó bự nè, trời nó mau bự gì lâu luôn á, mới đâu có 2 3 ngày gì mà giờ bự rồi mọi người. Thôi mình ngắt nó luôn nha, giờ nó cũng vàng, cái cây nó sắp sửa chết luôn rồi đó, mình hái luôn nha mọi người. Hái đầy đủ xong mình sẽ đi hái cà nha mọi người. Thì cà này mình thấy những trái nhỏ nhỏ này nè mà nó cũng còi cọc quá, thôi mình hái hết nó luôn đi nha, để cho nó ra cái đợt sau này có bông đó, nó ra trái mới rồi người. Thì cà mình cũng đang bị bệnh này, giống như mấy con gì đó, nó đu trên cái lá mà nó ăn mà nó lỗ 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 người, không phải con sâu nha mà nó con gì nó ngộ lắm luôn á, mà không biết sao chứ mình thấy mình ngắt nó mình bỏ rồi mình giết nó là chết rồi người. Thì cái lần này là cái lần trước mình hái nha, là những trái nhỏ nhỏ nó hơi còi còi này nè, bây giờ lần sau này nó ra bông cái thấy trái nó hơi dài dài nó tốt hơn á, giống như mình phải hái nó cho nó ra cái đợt mới sau này á. Và cà công nhận nó sức sống nó mạnh nha người, đến giờ mà vẫn còn ra bông ra trái quá trời luôn á, tuy nó không có bự như lúc đầu nhưng mà nó lâu lâu mình hái được vài trái mình ăn cũng vui lắm á mọi người ơi. Lâu lâu cái mình hái cái mình xào ăn nha, cách đơn giản nhất là mình chỉ xào ăn là nó nhanh nha người, còn như mà mình nướng này kia thì phải có những cái trái cà to kìa, mà cà này thì nó nhỏ nhỏ vừa vừa không à, cỡ 2 ngón tay trở lại người, 2 3 ngón tay trở lại ha. Thì mình hái chỗ này chỗ kia á, có 1 2 trái gì nè mà nó nằm ở trong gạo á, cho nên mình hái cũng từ từ nha. Thì sau một hồi hái thì mình hái được như thế nào người, còn cái cây ngoài này nó cũng có nữa nè, thôi mình nó trong lá mình không thấy á, giờ mình thấy mình hái nó luôn nha. Đó, giờ đang có bông nữa kìa. Vậy là mình hái cà được như đây nè người ơi. Giờ mình sẽ đem vô mình rửa sạch, mình sắc xéo xéo là mình xào với củ hành đồ này kia nè. Đó. Với một ít thịt mà thịt tật cay vị á, thịt người ta ướp gia vị sẵn đó người. Mình xào sơ sơ qua là mình thấy nó chín rồi. Mình sẽ nêm vô đây dầu hào thôi nha, duy nhất một loại dầu hào thôi nha, mình nêm vô khoảng 2 muỗng gì đó. Cái mình xào xào qua cái mình ăn thử rồi. Cà luôn nó chín là được rồi đó nha. Khi chín thì mình sẽ cho thêm ớt nè, ớt cay và ớt không cay nè, với một ít dầu mè và mè nha người. Và mình thì mình sẽ để thêm ít mè nữa nè, mà mình không hay là mè mình nó hết rồi nè, còn như đây mình chút nó hết luôn nha, để ớt xanh gì nữa. Trời ơi, làm đơn giản vậy chứ ăn cơm ngon luôn á mọi người ơi.